Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nén tập tin cho website để tăng tốc website ha. Ví dụ mình có trang web datmachung.com. Mình sẽ vào Google PageSpeed để mình kiểm tra trang web này và gõ từ khóa PageSpeed ha. Mình vào PageSpeed Tool. Use PageSpeed Insight và mình sẽ kiểm tra cái trang web của mình. Mình dán vào cái ô này, ô URL này, sau đó mình phân tích. Các bạn đợi cho Google phân tích cái website của mình ha. Ok, Google cho cái website mình 32 điểm và mình cần phải optimize những cái hình ảnh này, mình cần phải tối ưu những cái hình ảnh bên dưới này để mình tăng tăng điểm Google ha. Rồi thì trước tiên các bạn sẽ vào hosting để mình tải những cái ảnh này về. Mình sẽ vào hosting của mình ha. Ok, ở đây mình dùng Cellhost. Mình sẽ vào gói hot là datmachung.com. File manager public content upload ha 2017. Rồi các bạn sẽ tải cái thư mục 09 này về. Mình sẽ tải cái thư mục 09 này về ha. Rồi, đầu tiên các bạn sẽ nén nó lại, compress zip ha. Rồi mình compress lại. Ok. Sau đó mình sẽ tải cái file 09.zip này về. Download. Ok. Sau đó mình sẽ giải nén cái file này ra. Extract file. Rồi, mình được cái thư mục 09.zip này ha. 09 là những cái file ảnh nằm trên website của mình. Các bạn sẽ dùng một cái công cụ để mình nén những cái ảnh này cho tối ưu với Google ha. Đầu tiên các bạn sẽ vào datmachung.com và mình nhấp vào cái nút download đây. Các bạn sẽ tải vào cái thư mục software và mình tải cái file nén ảnh này về. Tải xuống ha. Nén ảnh .exe. Cái file này nặng 16 MB. Các bạn đợi cho nó tải về. Ok. Rồi. Sau khi tải về mình được cái tập tin này, mình sẽ cài đặt cái phần mềm này lên máy tính của mình ha. Ok. Nice. Nice install. Và mình cho nó chạy luôn. Run và finish.
Rồi các bạn sẽ mở cái thư mục 09 này lên. Mình bấm chọn tất cả ha. Rona, sau đó mình sẽ kéo vào phần mềm này. Các bạn sẽ cho nó giảm khoảng 50% thôi. Đó. Và mình chọn cho nó cái thư mục để lưu lại. Desktop ha. Tạo một cái thư mục mới. Rồi, chọn new folder và nhấn vào nút compress để nó bắt đầu chạy ha. Đó. Thì những cái mà màu đỏ này có nghĩa là kích thước nó không giảm mà nó lại còn tăng nữa. Thì các bạn có thể tìm những cái đó để các bạn tối ưu lại ha. Rồi, thì cái phần mềm này nó sẽ tự động nén file file ảnh của mình lại rất là nhanh. Cái website mình nó có tới 888 880 bức ảnh ha. À, 880 bức ảnh. Thật ra nó không nhiều vậy đâu, vì khi mà mình up lên website thì nó tự động cắt nhỏ ảnh ra. Một cái ảnh nó sẽ cắt thành 10 cái ảnh nhỏ để nó tương ứng với những cái ô trên website. Đó. Ví dụ như lúc mình cần hiện ảnh to thì nó ra ảnh to, lúc mình cần ảnh nhỏ thì nó ra ảnh nhỏ. Đó. Rồi mình sẽ đợi cho nó nén những cái ảnh này lại. Nếu mà các bạn dùng phần mềm Photoshop để chỉnh sửa từng cái ảnh này thì rất là mất thời gian ha. Vì vậy mình chia sẻ với bạn cái phần mềm Casium này để mình cắt ảnh, mình nén ảnh cho nó nhanh hơn. Mình để khoảng 50% thì kích thước của nó cũng cái độ nét của nó cũng không giảm bao nhiêu đâu ha. Ok. Rồi. Đó. Và cái thư mục cũ của nó kích thước là nhiêu? 13 mê ha. Và thư mục mới kích thước bao nhiêu? Còn có 9.9 mê cũng không được tối ưu bao nhiêu ha. Rồi. Sau đó các bạn sẽ dùng những cái tập tin này để mình úp ngược lại lên Hostin ha. Và mình sẽ được tối ưu những cái ảnh theo đúng cái chuẩn của Google. Vậy là video kết thúc ở đây. Các bạn thấy thích video này thì hãy like, hãy share, hãy comment bên dưới để mình trả lời ha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.